trong rừng trên toàn quốc nhé. Với thiết kế những cái bó gọi bác dùng vải vạt ô tô, vải vạt tàu, vải vạt cao kỳ của năm 2004 này nhá. Thì hôm nay bên em sẽ đưa đến cho bác bốn cái bó gọi bác rừng vải vạt tàu này, vạt ô tô này. Với thiết kế mỗi bốn ô tô nhá, thì em sẽ giới thiệu các bác từng chi tiết, từng sản phẩm một để các bác nào mà đang quan tâm những dòng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại góc màn hình video nhá. Bên em sẽ nhận ship hàng toàn quốc, gửi hàng ngay với viện nhá. Ship hàng COD, nhận hàng sẽ quyền được kiểm tra hàng, đúng sản phẩm. Có thể lấy tiền cho em. Đầu tiên là giới thiệu vải vạt tàu trước nhá. À, xin lỗi, vải vạt ô tô trước nhá. Với thiết kế năm 2024 này nhá. Bên em sẽ may này, liền ủng, liền mũ, liền găng tay nhá. Ủng bên em sẽ có đủ size, từ size ủng 40, 41, 42 và 43 nhá. Với mẫu thiết kế 54 này, cải tiến rất nhiều nhá. Cái tấm meca này đấy, rộng hơn, to hơn để làm gì? Để khi bác mà đi bắt ong, các bác ngửa lên như thế này, nó sẽ tránh được ong đái an toàn 100% cho các bác nhá. Về phần ô thở sẽ ở phần dưới cằm nhá, cách nhiệt bằng lớp chạc và bên ngoài bọc lưới inox an toàn cho bác. Sườn tai các bác này cũng sẽ có ô thoáng nhá, sườn tai có ô thoáng này. Đấy. Sau lưng có ô thoáng nhá, và đằng sau lưng này cũng sẽ có ô thoáng cho bác này. Ô thoáng này để làm gì? Để các bác chế quạt nhá, khi các bác đi bắt ong rừng nó sẽ không bị nóng nhá. Và bên em sẽ chế quạt miễn phí cho các bác khi các bác mua kèm quạt của bên cơ sở bên em nhá, không tính công. Đấy, và mẫu này thì khóa của nó sẽ là khóa kéo hai lớp này. Một lớp nhám bên ngoài và một lớp khóa kéo bên trong. Đây là bên mặt trái sản phẩm nhá. Đấy, bên trong thì bên em sẽ có ngay cho bác túi đựng pin kèm theo nhá, để túi đựng pin thì bác đựng pin dự phòng không nhá. Với mẫu vải vạt ô tô này giá cực kỳ hợp rẻ cho các bác nhá, giá chỉ có vài trăm ngàn thôi. Đây là bộ vạt ô tô. Và tiếp theo là bộ vạt tàu nhá. Đấy, vạt tàu này cũng là may thiết kế như nhau, nhưng mà cái chất liệu vạt tàu này các bác nhìn thấy này, nó sẽ dai hơn nhá, dai hơn, chắc hơn, nhẹ hơn rất chi là nhiều. Đây, em test thực tế cho bác bộ vạt tàu này, cực kỳ dai nhá, cực kỳ dai luôn các bác ạ. Mẫu này thì cũng là lớp khóa kéo hai lớp nhá. Đây, bên trong cũng là thiết kế như nhau, nhưng mà mặt tờ vạt tàu này nó sẽ màu xanh hơn và có thêm những cái họa tiết màu vàng như này để các bác dễ nhận biết nhé. Cũng sẽ ủng từ 40, 41, 42 và 43, các bác là ngoại cỡ 44 bác báo em nhé. Đấy, cũng là tấm meca rộng hơn và to hơn, găng tay cũng là găng tay liền, ủng liền, ủng ngắn linh hoạt cho bác đi lại vào trèo cây nhé. Với vạt tàu này chỉ có hơn 500 ngàn các bác nhé, hơn 500 ngàn bên em cũng sẽ miễn phí ra hàng tận nhà cho bác luôn. Đấy, cực kỳ dai, mẫu mới năm 2024 nhé. Và bộ vạt kaki này nhé, bộ vạt kaki này thì giá chỉ có hơn 600 ngàn các bác nhé. Với mẫu thiết kế năm 2024 nhé, cũng là tấm meca rộng hơn, to hơn nhé. Đấy, khóa cũng là hàng khóa kéo hai lớp, ủng cũng là ủng ngắn linh hoạt nhé. Và đặc biệt hơn nữa các bác nhìn thấy này, bốn mẫu này nhé, mẫu năm ngoái sẽ không có túi đựng ở bên ngoài này, nhưng năm nay thiết kế thì tất cả bốn mẫu hàng Việt Nam này đều có một chiếc túi đựng bên ngoài này. Để làm gì? Các bác để đựng những con dao cắt mật này, hãy đựng những cái dụng cụ nho nhỏ khi bác leo trèo nhé. Bộ này thì nặng hơn những mẫu khác, bộ này là bộ hàng hai lớp nhé, bên trong tráng một lớp nhựa ABS như thế này, cực kỳ dày dặn, an toàn cho bác. Bộ này nặng tầm 3,6 cân thôi nhá, 3,6, 3,7 cân tùy theo size, nói chung là tầm hơn 3 cân tùy theo size các nhá. Đấy, đây là bộ bạt kaki hai lớp nhá, đấy, an toàn cho bác luôn. Và cuối cùng đây là bộ cũng là hàng dạng của vải bạt, gọi là bạt dần di nhá, mới là mẫu mới nhá. Giá của con này sẽ vào xuất phát vào 800 cân nhá, 800.000 đồng, cũng bên em cũng sẽ miễn phí ra hàng tận nhà cho bác luôn. Cũng là liền ủng, liền mũ và liền găng tay nhá, túi cực kỳ to các bác này. Bên trong cũng là hàng hai lớp, bên ngoài là cũng một trắng là vải, loại vải như thế này, cực kỳ dày các bác nhá. Bên trong cũng trắng nhựa, cực kỳ dày, cực kỳ an toàn cho các bác luôn. Mẫu này cũng nặng tầm hơn 3 kg nhá. Về phần giá cả nhá, giá khởi điểm của đầu mùa năm 2024 này nhá, nên là em sẽ không báo giá, nên các bác nó có thể lên hoặc xuống tùy theo lô hàng đầu tiên hoặc lô hàng thứ hai, thứ ba. Giá để tranh nhau một vài chục nghìn, nhưng bộ bàn ô tô chỉ có 400.000 đồng nhá, giá từ 400.000 đồng trở lên. Các bác nào mà đang quan tâm những dòng sản phẩm của là bác không dừng vải bò hay là vải bò bố nhá, hàng Việt Nam, hàng Trung Quốc thì liên hệ trực tiếp bên em. Ngoài các bác bắt ong rừng này thì bên em sẽ còn cung cấp những cái phụ kiện ngành ong khác nhá, ong mật hay là ống nhòm, đấy, guốc trèo cây, dây đai an toàn, hàng về kho số lượng rất chi là nhiều. Các bác nào mua dòng sản phẩm nào thì liên hệ bên em nhé, sẽ đăng tải cái video trên kênh. Một lần nữa xin được chào các bác.